Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Lóc Rui của Thế Giới Game Mobile. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái rip mới ha. Thì mỗi ngày trên kênh mình sẽ ra rip cho các bạn, các bạn có thể copy về chơi thoải mái luôn, không cần phải get link gì cả, phức tạp như những kênh khác. Thì mong là các bạn ủng hộ cho mình, đăng ký kênh cũng như like video nha các bạn, và bỏ ra một vài phút xem ủng hộ cho mình nhé. Rồi không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ điền rip cũ mình xóa đi, bây giờ điền rip vô nè. Thì hôm nay chúng ta đến với clip này hấp. Thì đầu tiên là có shop nè. Đây là bản tiếng Anh nha các bạn. Set Mary Random By. Và cái này mình không cần quan tâm, mình chỉ quan tâm đến farm thôi. Cái này có Auto Tool Race V3, V4 nè, thì lại phát attract nè. Rồi phần farm thì mình sẽ chọn family, rồi ta farm thử tốc độ đánh thế nào. Ồ, nhanh, tốc độ phải nói là cực nhanh luôn các bạn ơi, cực nhanh luôn ha. Bản này farm rất là tuyệt vời nha. Farm quá ổn luôn các bạn. Rồi đó, farm rất ổn ha. Bây giờ chúng ta sẽ có cái gì nữa đây? Chết nè, auto chết nè, có farm mastery không? Không thấy farm mastery. Get item, random ra quỷ, có ride by chip, auto ride. Rồi trở lại, thì mình thấy farm river là thấy ok nè. Bây giờ mình farm chết cho các bạn coi nha. Đây là cái chức năng farm chết theo kiểu bình thường, bay với tốc độ chậm, nhưng mà mình thấy cái này thì nó lâu. Các bạn bay như vậy thì cũng được, nó không bao giờ sẽ bị văng, có thể treo hoài, nhưng mà vậy lâu quá. Mình chơi tốc biến đi. Đây, tốc biến, để mình thử coi tốc biến của cái phiên bản này nó có bị văng ra khỏi server không nha các bạn. Chúng ta cùng chờ đợi ha. Bây giờ cũng được vài chục giây, vài chục giây rồi ha. Chúng ta sẽ đợi tiếp ha. Gần 1 phút rồi các bạn. Gần 1 phút rồi. Chúng ta đợi tiếp coi nó farm có bị văng ra khỏi server không. Nếu mà farm được như vậy hoài là lượm tiền rất là ngon. Các bạn có thể sử dụng ra mua trái quỷ thoải mái. Thì qua khỏi 1 phút rồi các bạn, qua khỏi 1 phút rồi ha. Qua khỏi 1 phút rồi, 1 phút rưỡi rồi. Gần được 1 phút rưỡi rồi. Chưa thấy văng khỏi server. Vậy là nhạc rương quá ổn. Phiên bản này khác, nhạc rương quá ổn. Rồi gần 2 phút rồi các bạn, gần 2 phút rồi. Tiền vẫn đang tăng. Đó, tiền vẫn đang tăng. Quá là ok luôn các bạn ơi. Còn chần chờ gì nữa, hãy cho mình một like ủng hộ kênh ha. Và nhớ đăng ký và giới thiệu mọi người cùng biết đến nha các bạn. À, nó nhạc khách rương này nè các bạn. Nhạc khách rương thì sẽ đứng yên. Đó, đứng yên, nằm trong góc, kẹt trong góc luôn rồi. Không biết là một lát nữa nó có tốc biến hay không. Rồi các bạn cùng copy về trải nghiệm cùng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.